Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm qua video hàng nó về thì nó bóc xong hết rồi các bác nhá. Thì hôm nay để tháo trước cái đồi MS115, tại vì nó mới quá bác, như là chỉ thiếu hộp tốp rồi các bác nhá. Thì video này thì mình sẽ tháo nội thất, kiểm tra dán tem cửa hàng, và bác nào mà có thích thì liên hệ với TMV các bác nhá. Các bác mà xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều với TMV các bác nhá. Đây là loa JBL MS115 đó. Thì hàng này thì đúng ra nó chỉ có thiếu hộp xốp lắp vào được bác, sáng choang các bác nhé, sáng choang luôn. Đây còn gì, sáng như gương luôn, cực kỳ mới luôn. Hai không ba hai h các bác nhìn nhé, và bồn đẹp chưa? Bảo rồi, loa nó chỉ thiếu cái hộp xốp thôi. Đây, mảng ngò này, nó đẹp, cấu cạnh luôn. Bụi phấn đến như chưa lau nhá, này con này. Đấy, thấy chưa? Cái bụi thì lấy tay lau qua này, qua cái là nó có vết ngày, nó bụi chưa chưa vệ sinh gì nhá. Đấy. Cực kỳ mới. Và bên trong đây là phân tần, nó này. Choang chồng choàng luôn. Gỗ bạch kim, bông tiêu âm bằng bông thủy tinh đen. Thì cái này nó mới kính còn luôn các bạn. Ui rồi, ở trong đây cực kỳ mới nhá. Và cái nọ chép này, các bạn thử ngắm cái nọ chép em đấy. Như vừa xuất xưởng luôn, quá mới, người mới. Đấy, chưa một ai rút nền. Các bác mua bên TV là TV bán là bán hàng mở các bác nhé, mở trực tiếp cho bác xem luôn đó. Chứ không có bán úp a úp ơ gắn tem chèn hết lên không mở ra xem. Sang chiếc bên này các bác nhé, quá mới. Đây là cái keo giá không. Như gương luôn. Vậy thì mình sẽ làm thẩm nhện. Và trời ơi, đẹp quá các bác ạ. Đẹp miễn chê luôn, đẹp hết tả luôn. Đấy, bụi nhiên nó vẫn nguyên phi các bác nhé. Đấy, bụi nhiên nguyên phi, chưa lòng bụi như gì. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn bộ hồ nó đẹp không? Vẫn là phân tần này bác nhé. Bông tiêu âm màu đen, thủy tinh. Nó vẫn có mùi, cái mùi mùi của loa mới ấy, mùi hắc 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 đấy bác. Đây, bộ chép thứ hai đấy. Như vừa mới xuất xưởng. Đây ạ, con loa này. Các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like các bác nhé. Tiến mình sẽ báo giá ngay cho các bác trong video này. Đó. Không vậy thì các bác cũng không phải suy nghĩ một cái gì nhá. Chưa đâu gì, hàng bãi về. Nó đẹp cũng độ như thế này. Về nó đẹp ngỡ ngàng luôn các bác. Hiện tại đôi loa JBL MS115 đẹp, tình trạng như mới. Thì bây giờ TV đang bán giá là 29 triệu vào phía đồng băng. 29 triệu các nhá. Còn có những đôi 26, 27, 28 cũng có. Nhưng mà quan trọng nhất là nó là đồ mà hàng nó phải mới độ. Như vừa xuất xưởng các bác. Nhìn thấy chưa? Chưa nhìn thấy đôi bãi nào mà nó mới này đâu quá. Kính con luôn. Đấy, nó chép này. Đấy rồi. Kính con luôn.
quá mới mọi người. Giá 29 triệu bao ship các bác nha. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng nhanh tay điện cho Tiến BB, tại vì là nó cũng vừa đắp Tết thì ship hàng rất khó. Bác nào có mua thì liên hệ sớm với Tiến BB. Đó, video sau thì mình sẽ bóc đôi 712 ra để cho các bác xem thực tế. Đôi mấy ngày hôm qua bãi. Đôi này là nó có sơn lại căng nhá. Ở bên Trung Quốc là người ta đã sơn qua lại rồi. Đó. 29 triệu bao ship thôi nha. Nó đẹp như này. Còn những đôi nó xấu hơn thì là 25, 26, 27, 28 thì tùy về độ đẹp. Còn nếu mà đẹp kính con như này 29 triệu, bắt đầu lấy thì liên hệ sớm với Tiến BB. Đó. Các bác xem video hay nhớ xem Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông chia sẻ thật nhiều cho Tiến BB các bác nhá. Thank you rất nhiều đã xem hết video của Tiến BB.